Hello, xin chào tất cả anh em. Sắp Hùng đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì Hùng lại tiếp tục kiếm cho anh em một số mẫu giày cầu lông Lai Linh. Chính hãng đang giảm giá khoảng từ 45 đến 60%. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người. Cái thời gian gần đây Hùng rất ít mẫu giày về, bởi vì đợt này săn giảm giá nó hơi khó. Đợt này phải nhặt từng đôi một anh em rất là khó khăn. Thì bây giờ Hùng sẽ đi đến từng mẫu giày để giới thiệu với anh em nha. Ok, Hùng sẽ nhấc nó khỏi chân máy. Di chuyển lần lượt đến từng đôi anh em. Ok, vậy chúng ta hãy đi đến đôi giày đầu tiên. Đôi giày này là đôi giày là Lai Linh AITM039 màu cam. Màu cam kết hợp với xám xám này, cũng chả biết gọi nó là màu gì nữa. Đây là mẫu giày thuộc dòng Lai Linh Saga của hãng Lai Linh, một dòng đế vô cùng đặc biệt của hãng Lai Linh mà không một thương hiệu nào có. Đây các công nghệ của đế, đây công nghệ non-banking, cao su chống mài mòn cao. Công nghệ multi-flex, đây chính là cái chống lật này. Đây là mẫu giày cộng với công nghệ chống lật nha các bạn. Công nghệ điển hình của mẫu giày này công nghệ chống lật. Dáng đôi giày này rất là gọn. Đôi giày này dáng rất là gọn, phù hợp với anh em chân gọi là chân gọn nhá. Nếu anh em là chân bè thì không nên đi dòng này. Và đặc biệt nữa là cái dòng đế này thì nó có yếu điểm hơn so với các dòng khác, đó là cái đế của nó mỏng hơn các dòng khác một chút. Mọi người có thể nhìn thấy thì cái sân này sẽ không thích hợp cho đi nền sân bê tông anh em. Nếu đi sân bê tông thì nó cũng bền, tuy nhiên nó cũng sẽ không thể bền bằng những đôi khác được. Bởi vì những đôi khác thì đế nó sẽ dày hơn nên là nó sẽ lâu bị mòn hơn. Đấy, thì anh em nào chân gọn, thích đi giày gọn và thích cái màu này thì anh em có thể, đây là một lựa chọn tuyệt vời anh em. Đây là giày rất nhẹ, chống lật, đi giảm chấn khá tốt và rất an toàn cho chân. Đấy thì đây là một lựa chọn. Mẫu giày này là giá gốc là 1.750.000, giá gốc của nó chính xác là 499 nhân dân tệ. Nó rơi vào khoảng 1.750.000. Thì ông đang săn giảm giá được có mấy đôi thôi, đang giảm giá 1.750 còn 920.000, tặng kèm hai quần cán chống trơn và một móc khóa cầu lông kim loại nha anh em. Đấy thì quà tặng thì có hai cái sản phẩm như thế. Và đôi giày này thì ông cũng chỉ nhặt được đúng 3 đôi thôi anh em. Một đôi size 39.5, nó sẽ tương đương với size 39 của các hãng khác. Size 39.5 của Lining sẽ tương đương với size 39 của hãng khác. Chiều dài đều là 24.5 cm anh em. Ok, đấy là mẫu giày đầu tiên. Chỉ săn được size 39.5, size 40 và size 42 nha. Đợt này Hùng kiếm 41 không được. Lần trước cái đôi này về Hùng bao nhiêu phải 5-6 khách hỏi size 41 mà không có hàng để bán. Đợt tiếp theo đến một đôi giày phải nói là một mình lạc long. Ok, giới thiệu đến mọi người, đây là mẫu giày Lining AITM075. Nó cũng thuộc dòng tầm trên của hãng Lining. Giá gốc cũng là 499 tệ. Và nó đây, nó sử dụng cái công nghệ đế. Đây là gọi, chúng ta có thể gọi dòng đế này là dòng đế chen long TD, tức là dòng đế này dòng đế rút gọn của đôi giày mà chen long đi và động viên cầu lông chen long đi. Đấy thì đây là một trong những dòng đế phải nói là dày nhất của hãng Lining. Có nghĩa là cái độ chống mài mòn nó không phải độ chống mài mòn, chất liệu chống mài mòn thì nó giống như đôi kia, cũng là non-banking, nhưng mà cái đế của nó sẽ làm dày hơn khá là nhiều và kết cấu đế nó cũng có phần khác đúng không mọi người. Giá gốc của đây nó cũng có chống lật, mọi người có thấy phần này nó làm cao lên không, và trọng tâm đế của đôi này cũng thấp. Đôi này cũng có chống lật và đi rất là an toàn cho chân anh em. Đây đôi giày rất là đẹp, nó sử dụng công nghệ, đây mọi người có thể thấy đây là vải dệt nhá. Và công nghệ bên ngoài là công nghệ ép nhiệt nha anh em, yên tâm mà không bao giờ bị bong. Đây một trong những công nghệ nổi tiếng nhất của hãng Lining. Nó áp dụng vào dòng giày chạy và dòng running, dòng thời trang rất là nhiều. Nhưng mà ít áp dụng vào cầu lông, thì từ 2017 trở lại đây thì cái công nghệ ép nhiệt này, đấy, nó đã được sử dụng rất nhiều trong giày cầu lông. Và cái chất liệu vải dệt này khiến cho đôi giày cũng rất là mềm mại và chúng ta đi sẽ cảm giác nó nhẹ nhàng và êm hơn. Đây, bên trong giày, đôi giày này 1.750.000, giảm giá còn 850k anh em. Đây là mẫu giày tầm trên mà giảm giá sâu nhất, tại vì nó sao nó giảm giá sâu nhất như vậy, bởi vì là Hùng chỉ nhặt được size lẻ là size 39.5 thôi, có nghĩa nó sẽ tương đương với size 39 của các hãng khác nha, đều là 24.5 Hùng vừa mới giải thích rồi đấy, tại vì nó chỉ có lẻ duy nhất một size này nên Hùng mới kiếm được giá tốt như vậy. Anh em nào mua ở bên hãng nếu không nhầm thì nó đang rơi vào khoảng 1.4 triệu ở store của hãng. Thì Hùng đang sale đây này giá 850 nha anh em nào đi size 39, 39.5 thì hãy liên hệ Hùng để sở hữu nó ngay nha. Chỉ có duy nhất màu này thôi nha, chỉ còn 3 đôi thôi, Hùng kiếm được duy nhất 3 đôi thôi đó, chỉ size 39.5 nha. Ok, tiếp theo đây là mẫu giày tầm trung hãng Lining. Ok, một mẫu giày rất đẹp, rất đặc biệt là trước tiên là nó là màu đen huyền, cùng với đó nó kết hợp các chất liệu da phản quang đa sắc này, mọi người có thể nhìn thấy ạ, khi có ánh sáng chiếu vào nó lóe lên rất là đẹp. Đây chính là điểm nhấn cho đôi giày, cùng với vậy nó kết hợp chất liệu vải dệt này sẽ giúp cho chúng ta cảm giác rất là thoáng khí và thoải mái chân, và cũng khiến cho đôi giày rất là mềm mại. Chất liệu da của đôi giày cũng khá là xịn, khá là mềm đấy, mọi người yên tâm mà không bị bong biết gì nhá, chất liệu da này sẽ không bị phồng rộp, không bị bong. Cùng với đó là nó kết hợp các lớp lưới này, mọi người thấy không, rất là mềm mại. Dòng đế đây là dòng đế gì ạ? Đây là dòng đế lâu đời nhất của hãng Lining. Dòng đế cổ điển hãng Lining, cái này cũng có công nghệ chống lật nha, mọi người có thể nhìn thấy đây. Công nghệ chống lật, đế của nó làm hơi bè ra, mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây, các viền chân này để giữ cho cái trọng tâm của đôi giày nó rộng, đôi giày nó rộng và trọng tâm của nó thấp. Đôi giày này trọng tâm thấp thì đi rất là an toàn cho chân, đi không bị lật. Nói chung tất cả các mẫu giày hôm nay Hùng giới thiệu đến mọi người đều có công nghệ chống lật hết nhá. Nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Bởi vì ở đây không có đôi nào thuộc dòng Hero 2TD nên là nó sẽ đều có chống lật hết. Dòng Hero 2TD thì là dòng giày của Lining nó thường hay bị lật. Đây mọi người thấy nhìn màu đen rất là đơn giản, rất là nhẵn nhặn nhưng rất là đẹp, kết hợp nó. Đấy các cái miếng da này nó có công nghệ đa sắc phản quang này, không phải phản quang mà khi ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ lóe lên các màu sắc rất là đẹp, tạo điểm nhấn cho đôi giày. Đôi giày này thì giá gốc của nó là 1.250.000, nó rơi vào 339 tệ thì phải.
đấy, 3x3 9 tệ thì 1.220.000 thì Hùng đang kiếm được giá sale là chỉ còn 620.000 thôi. Tất cả cái mức giá Hùng báo đều là chưa bao gồm phí ship nha. Về phí ship thì mọi người tự thanh toán nha, nó rơi vào khoảng từ 50 đến 60k, thì có thể là từ 4-5 đến khoảng 60-65k tùy vào cái địa điểm của các bạn so với Hà Nội, tại vì Hùng ở Hà Nội. Ví dụ như bạn ở trong Cà Mau hoặc trong các tỉnh Bình Dương, Kiên Giang các thứ thì phí ship sẽ khá cao, nhưng mà ở các tỉnh phía Bắc này thì phí ship nó sẽ rẻ hơn nha. Đó thì 1.250.000 giảm giá còn 620 nha. Mẫu giày này mã là Li-Ning AITM019 nha, anh em có thể lên mạng tra. Đó. Đây. Với mẫu giày này thì Hùng có size 40, 41 và 42 nha. Bạn nào đi size 40, 41, 42 và muốn tranh thủ cái cơ hội này thì hãy liên hệ Hùng. Tiếp theo cũng là mẫu giày đó, Li-Ning AITM019. Nhưng mà màu xám. Đấy thì nếu anh em không thích màu đen và muốn nó sáng sủa hơn một chút, không thích màu đen, nhưng mà thường thì khá nhiều người thích màu đen, em thấy màu đen bán chạy hơn. Nhưng nếu anh em không thích màu đen thì có thể liên hệ xem màu này. Tất cả công nghệ các thứ nó được cùng một mã thì khác màu thôi mà. Đấy, màu xám thì nó sẽ tươi tắn hơn, nó sẽ sáng hơn. Tùy vào sở thích của mỗi người thôi, cũng là 1.200.000 sale còn 620, sẽ tặng hai quần cà chống trơn và một móc khóa. Nói thì mình sẽ lấy nét một chút cho anh em nhìn đôi giày nó rõ hơn. Ok không ạ? Đấy thì đôi này cũng có size 40, 41, 42. Đấy thì anh em nào đang muốn kiếm giày mà chơi sân bê tông thì đôi giày này là một lựa chọn rất thích hợp. Nếu đánh sân bê tông anh em mua giày đắt thì nó cũng thế thôi, mua giày đắt đi cày sân bê tông rất là sót, bởi vì là mòn, nó mòn rất là nhanh. Đấy thì cũng 40, 41, 42 nha. Và mẫu giày cuối cùng vừa giới thiệu đến mọi người, một mẫu giày tầm cao giá gốc cũng là 499 tệ, nó rơi khoảng 1.750.000. Nó sử dụng dòng đế công nghệ cải tiến mới nhất của hãng Li-Ning ra đời vào tháng 6 năm 2017. Đây là dòng đế, một là nó rất bám, hai là nó rất êm, ba là nó rất nhẹ, và đây là dòng đế mà Hùng thích nhất. Và đây cũng chính là đôi giày mà Hùng đã đi 2 năm nay, từ năm 2017 khi nó mới ra thì Hùng bắt đầu lấy màu xanh đi. Và hiện tại Hùng đang đi đôi này màu trắng. Và cái đợt hàng này Hùng cũng sẽ để riêng cho Hùng một đôi màu này để Hùng đi nữa, bởi vì Hùng rất thích đôi này. Một là nó rất nhẹ, hai là nó êm, giảm chấn rất tốt, ba là nó rất là bám nền, đi nó rất là thoải mái, bốn là nó chống lật, trọng tâm của đôi giày rất thấp, cực kỳ an toàn cho chân. Đấy thì mọi người có thể quan sát về đôi giày. Dòng đế này thì Hùng thích nhất Li-Ning luôn. Dòng cao cấp thì không nói nhé, cao cấp Hùng chẳng đi bao giờ. Hùng chỉ đi giày từ 1.7 đổ xuống thôi, thì đôi này là 1.750.000, cũng sale còn 920 anh em. Hùng kiếm được size 40, 41 và 42 nha, chỉ có size 40, 41 và 42 anh em nha. Đây là đôi giày Hùng đánh giá cực kỳ cao. Nói thẳng là mọi người, Hùng đi đến đôi thứ 3 thì mọi người hiểu là Hùng đánh giá, bản thân Hùng đánh giá nó đôi này như nào. Khoảng vài hôm nữa thôi mọi người sẽ thấy Hùng đi đôi này trên sân, khẳng định 100% luôn. Đôi giày tiếp theo của Hùng sẽ là đôi giày này. Ok, đẹp không mọi người? Ok, chúng ta cùng đi nha. Chất liệu đế này, đế chất liệu nó rất là mềm. Hôm nọ khách hàng của Hùng rất là sành về giày, suốt ngày mua giày luôn, toàn đi Yonex thôi. Khách mua đôi giày này, khách khen là đôi này đi gần giống với đôi Yonex của anh, mua 2.8 triệu. Khách nói thế, hình như là đôi Comfort Z hay đôi gì đó, hình như là Comfort Z đúng không nhỉ? Rất nhẹ, đi rất êm và cảm giác đi rất là thoải mái, rất là mềm mại nha mọi người. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho mọi người. Hùng rất tự tin để giới thiệu đến mọi người, bởi vì Hùng đang sở hữu nó mà. Hùng đang đi đôi màu trắng. Đó. Thì nó kết hợp họa tiết rất là đẹp đúng không mọi người? Đây Hùng sẽ để cho mọi người xem, không cần phải giới thiệu nhiều. Giá gốc là 1.750.000, sale còn 920 anh em. Đấy, Hùng đã quay hết các góc cạnh cho anh em rồi. Đấy, tất cả như thế rồi, cũng sẽ tặng hai quần cán chống trơn. Đây, quần cán chống trơn đặc trị mùa đây, chân vượt vượt đây. Đấy, Hùng giới thiệu luôn tại sao lại quần tặng quần cán chống trơn cho mọi người. Ok, xin giới thiệu với mọi người, đây là cái sản phẩm quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn thuật vượt do Hùng độc quyền phân phối, Hùng nhập từ Trung Quốc về. Cái loại quần cán này nó rất đặc biệt, nó khá là khác so với các loại khác, khác hẳn luôn. Nếu nó ví dụ anh em nào bị chơi cầu lông mà bị trơn thuật vượt mà chưa tìm được loại quần cán phù hợp nhá, thì Hùng cho lời khuyên anh em luôn, anh em hãy thử một lần trải nghiệm cái sản phẩm quần cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn thuật vượt này. Bởi vì ngày xưa Hùng chỉ nhập cái này về bán thôi, nhưng mà trong cái quá trình Hùng chỉ nhập cái này về dùng thôi thì Hùng có tặng thêm cho khách hàng của Hùng. Khách hàng mua giày này thì họ phản hồi rất là tốt, họ nói rằng dùng cái này rất thích và họ ra rất là nhiều mồ hôi và rất là bị trơn. Nhưng mà dùng cái này rất thích và rất nhiều người phản hồi như thế thì Hùng mới phát hiện ra cái loại quần cán này nó rất hợp với anh em hay ra bị nhiều mồ hôi, hay bị ra nhiều mồ hôi và bị trơn vợt. Bản thân Hùng thôi, ngày xưa đánh chỉ có mua Yonex xịn 30, tính ra là khoảng 33,3 nghìn một chiếc, bởi vì là 100.000 một tip 3 chiếc. Thì dùng nó cũng chỉ được tầm 4-5 hôm là Hùng phải thay một chiếc rồi. Cái này cũng thế, 4-5 hôm là phải thay một chiếc rồi đối với anh em ra nhiều mồ hôi tay ấy. Anh em nào ra nhiều mồ hôi tay thì hãy liên hệ Hùng để trải nghiệm cái sản phẩm này nhá. Đấy, hoặc là anh em mua giày thì cũng sẽ được Hùng tặng thêm 2 chiếc cũng cộng với móc khóa để anh em có cơ hội trải nghiệm, rồi nếu mà thích thì sẽ liên hệ mua ủng hộ Hùng sau. Vì Hùng rất tự tin về sản phẩm này nên là Hùng mới quyết định là sẽ tặng cùng giày cho anh em để anh em có cơ hội trải nghiệm. Ok, trải nghiệm ưng anh em ủng hộ Hùng sau cũng được đúng không? Trên cái quần cán này nó giống như kiểu nó có cái lớp bột ấy anh em ạ, trong quá trình sản xuất giống như kiểu nó pha bột chống trơn rồi ấy. Nên là nó thấm hút rất là tốt và cảm giác nó rất là bám tay. Nếu anh em mà dùng VS, anh em mà dùng Yonex Flex, anh em mà dùng Zotto không hợp ấy, thì Hùng đảm bảo luôn chắc phải tầm 80-90% là khả năng là mọi người sẽ hợp với cái sản phẩm này. Tất cả những khách hàng nào đã mua sản phẩm này của bên Hùng ấy, nếu mà cảm thấy hợp thì họ quay lại, họ cứ thế là họ quay lại họ mua thôi. Nên là Hùng bán cái này rất là chạy, mỗi lần về khoảng hơn 1.000 chiếc, bán dao động khoảng từ 1 đến 2 tuần.
tùy việc Hùng tập trung vào nó. Ok, ở đây thì có khoảng hơn chục cuốn giáo trình cầu lông. Nếu anh em nào đã sở hữu cuốn giáo trình cầu lông này thì có thể để lại comment phía dưới nhá. Giáo trình cầu lông thì nó sẽ đây, giáo trình cầu lông. Nó bao gồm tất cả mọi thứ về cầu lông Hùng đã giới thiệu với mọi người rồi. Nó bao gồm này lịch sử cầu lông này, lịch sử ra đời môn cầu lông đấy, chúng ta không quan tâm lắm đúng không? Chúng ta sẽ quan tâm đến cái những nguyên tắc cơ bản trong cầu lông, trong kỹ thuật cầu lông, trong chiến thuật cầu lông. Trong này nó sẽ dạy hết các kỹ thuật cơ bản, nó sẽ phân tích lỗi sai, mọi người có thể tìm ra lỗi sai của mình để sửa. Và nó sẽ chỉ chi tiết về động tác như thế nào. Cùng với đó nó sẽ có chiến thuật về cầu lông một phần Hùng cực kỳ thích. Chiến thuật cầu lông thì nó có chiến thuật đánh đơn và chiến thuật đánh đôi, và trong mỗi cái loại chiến thuật đấy thì nó có rất nhiều các chiến thuật khác. Cùng với đó thì nó có huấn luyện về tâm lý cho vận động viên, huấn luyện về thể lực, huấn luyện về tốc độ, huấn luyện về sức mạnh, vân vân. Rất là nhiều, nói chung là tất cả mọi thứ liên quan đến cầu lông. Ok, và đây là cuốn sách được sử dụng giảng dạy chính thức tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, nên mọi người có thể nhìn thấy ạ. Đây là tài liệu giảng dạy chính thức của trường Từ Sơn Bắc Ninh nhá. Cái cuốn giáo trình này đang được bán tại trường Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh với giá 140.000. Anh em liên hệ với Hùng sẽ để mức giá ưu đãi nha, còn khoảng hơn chục cuốn rồi. Hùng sẽ để mức giá ưu đãi là 100.000 trên một cuốn thôi nhá. 100.000 trên một cuốn, về phí ship thì mọi người tự thanh toán. Và mọi người có thể mua giáo trình, nếu mà mua giáo trình thì có thể mua kết hợp với Tất Dương Xịt. Ok, Tất Dương Xịt. Dùng rất là thích, đi rất là êm. Nó có một lớp bông, gần như là có một lớp bông bên trong của đôi tất để khiến chúng ta cảm giác đi rất là êm, nó giống như kiểu một lớp đệm vậy. Và nó thấm mồ hôi rất là tốt, tất này không bị dao nhiều. Nó đi rất là mềm nha mọi người, nó sẽ không bị khô như cái loại tất phách trên thị trường, nó sẽ không bị khô. Đại loại là đi rất là sướng. Anh em nào đã từng mua bên Hùng rồi, có những anh em mua 5 đôi xong lại mua thêm 5 đôi. Anh em trải nghiệm thì anh em mua lẻ từ khoảng 1 đến 2 đôi thì Hùng cũng không muốn ship đâu thật. Anh em cứ mua khoảng 5 đôi đi. Anh em mua 2 đôi trở lên, 2 đôi đến 4 đôi thì sẽ có mức giá là 65.000 trên một đôi. Nhưng nếu anh em mua từ 5 đôi trở lên thì sẽ chỉ còn 60.000 thôi. Còn nếu anh em mua giáo trình, ví dụ mua một quyển giáo trình và mua một đôi tất thì cũng sẽ để mức giá ưu đãi giáo trình là 100k và tất là 60k. Thì tổng cả tất cả giáo trình là 160k chẳng hạn. Đấy, ngoài ra thì còn bóng tập cổ tay, mọi người có nhớ video gần đây Hùng chia sẻ không ạ? Về 150 quả bây giờ chỉ còn khoảng 3-40 quả thôi. Đấy, chỉ còn bằng này thôi. Đấy, tất Yonex xịn nhá. Chỉ 65.000 trên đôi thôi. Nếu anh em mua trên 5 đôi thì chỉ còn 60.000 thôi. Về phí ship thì anh em vẫn tự thanh toán nha. Cuốn cá thì chia trung bình ra là 10.000 một chiếc nha anh em. Nếu anh mua cả hộp 400, cả hộp 60 chiếc thì giá là 480.000 một hộp, tức là chia trung bình ra khoảng 8.000 một chiếc. Thì rủ anh em câu lạc bộ mấy anh em chia nhau mua một hộp cũng được, hoặc là nếu mọi người mới trải nghiệm riêng thì mọi người cũng có thể mua khoảng 12 chiếc là tối thiểu, hoặc là 20 chiếc, 30 chiếc tùy vào mọi người. Đấy, tất này cũng không phải giới thiệu nhiều rồi. Hùng cứ về là Hùng hết hàng luôn. Mỗi lần mọi người toàn mua 5 đôi, 10 đôi một thôi, chứ Hùng cũng không thích bán lẻ lắm. Hàng này thì rất là ngon nên đâm ra là bán rất là dễ. Anh em nào muốn mua tất, anh em bỏ ra 40-50 nghìn mua một đôi tất phách, một đôi tất đểu, mà mọi người bỏ ra 60-65 nghìn mua một đôi tất xịn, thì tại sao mọi người không chọn mua tất xịn ạ? Đây là tất cổ cao mọi người, không có tất cổ thấp nha, màu trắng nha. Nó còn có màu hồng anh em ạ, không phải là màu hồng mà là nó cũng là màu trắng, nhưng là vỏ hồng này là tất cho nữ nha. Vỏ hồng này tất cho nữ, còn vỏ trắng là cho nam, vỏ hồng là cho nữ. Đấy, ngoài ra thì Hùng còn có khăn lau mồ hôi, nhưng mà đây khăn lau mồ hôi giới thiệu luôn, tiện thể giới thiệu cho anh em biết luôn. Ok, anh em mua khăn lau mồ hôi, đây khăn lau mồ hôi Yonex như kích thước. Đây khăn Hùng đang dùng đây, em bảo bán Hùng dùng mấy cái luôn. Đây là khăn Hùng đang dùng đây, mọi người có thể thấy nó rất là dài, nó dài 1 mét cơ, rộng thì nó rộng vào rơi vào khoảng 35 phân. Đây, cái này rất là thấm mồ hôi này, biểu tượng Yonex theo nha anh em, không phải là in nhá, không phải là in màu thứ đâu nha, đây 100% là theo nhá. Đấy, khăn này thấm mồ hôi rất là sướng, anh em ra bao nhiêu mồ hôi nó hút sạch. Thì anh em mua cùng với các sản phẩm khác thì cũng sẽ có giá ưu đãi cho khăn này là 100k trên một chiếc nha. Nếu anh em mua lẻ thì giá sẽ là 120.000. Nếu mua lẻ sẽ là 120.000. Nếu anh mua 2 chiếc thì cũng sẽ để giá ưu đãi là 100.000 trên một chiếc nha. Nếu mua 2 chiếc trở lên, hoặc là mua mix các sản phẩm với nhau, giả sử các bạn mua tất kết hợp với khăn, mỗi thứ một chiếc thì cũng sẽ để mức giá tốt nhất cho từng sản phẩm, đó là 60.000 trên một đôi tất và 100.000 trên một cái khăn này. Khăn này thì nó có hai màu. Cái này thì mình để nó gập, nó hơi nhăn nheo một tí ngoài vỏ thôi, nhưng mà bình thường nó vẫn như này thôi. Đấy, nó có màu hồng và màu xanh dương, thì 100.000 trên một chiếc thôi. Kích thước là 100 x 32 cm nha, dài 100 x 32. Đấy, quần cán chống trơn nữa, trung bình chỉ 10.000 một chiếc thôi. Đấy, thì hôm nay Hùng giới thiệu đến đây thôi, cũng video cũng khá dài rồi. Anh em nào cần mua giày thì liên hệ Hùng ngay nha, bởi vì là cái thời gian tới có lẽ là sẽ không có những ưu đãi như này nữa đâu. Bởi vì giày cái đợt này thì giá giày của Li Ninh đang lên rất là cao, đang tăng giá rất là nhanh ấy. Họ không sale như đợt đấy nữa, có vẻ là họ đang ổn định lại giá, nên là Hùng đang kiếm những cái mẫu giảm giá rất là khó. Cách đây chắc phải khoảng hơn 1 tháng rồi mọi người nhỉ. Thì bây giờ mới có thêm đợt giảm giá mới đây này, mà Hùng nhặt từng đôi một đây này. Đôi cam thì chỉ có size 39,5, 40 và 42 này, mỗi size chỉ có một đôi này. Đôi tím kia thì chỉ có duy nhất size 39,5, Hùng nhặt được 3 đôi. Mẫu đen và mẫu xám này Hùng nhặt được nhiều nhất là size 40, 41, 42, cũng khoảng được hơn 20 đôi. Và đôi đen cam này Hùng cũng nhập size 40, 41, 42 thì cũng được khoảng hơn 10 đôi thôi. Tất này thì cũng không có nhiều lắm, hình như là ở đây có khoảng 60 đôi. Bóng tập thì cũng chỉ còn khoảng hơn 40 quả. Cuốn cán thì cũng sắp hết rồi, giáo trình thì cũng còn hơn chục quyển thôi. Đấy, thì mọi người hãy liên hệ với Hùng nha. Hùng kết thúc cái video ở đây thôi. Anh em mua khăn lau mồ hôi
nói thẳng luôn, ra đánh cầu mà không có khăn lau mồ hôi cảm giác nó rất là khó chịu, còn ngược lại có khăn lau mồ hôi thì rất là sướng, cứ ra bao nhiêu mình thấm mồ hôi bấy nhiêu. Chúng ta sắm cho nhau hai chiếc, cho mình hai chiếc để thay nhau ngày này ngày kia đúng không? Đấy, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Kết thúc video ở đây nhá, anh em liên hệ hôm nay để tránh tình trạng hết hàng nha. Như lần trước thì rất nhiều anh em nhắn tin muộn quá nên là hết hàng mất, thì rất là mong anh em thông cảm và hãy tranh thủ cái cơ hội này để hãy sắm cho mình một đôi giày tốt nhất. Ok, đôi cao đen kia là lựa chọn của Hùng, còn lựa chọn của mọi người là gì mọi người hãy cho Hùng biết nha, hãy nhắn tin cho Hùng. Mọi người hãy có thể mua hàng qua Shopee nếu mọi người biết, mua hàng qua Shopee, hoặc là mọi người có thể nhắn tin trực tiếp qua đường link Facebook ở dưới mô tả video này để Hùng có thể tư vấn và Hùng có thể báo giá cũng như là gửi hàng cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Goodbye, hẹn mọi người vào video tiếp theo.